Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải Nam ơi. Ngày hôm nay thì sau khi Khải đã đổi về con lôn với cái set cái món đồ đau động nè, thì Khải cho anh em xem set đồ Khải trước rồi cái gì tính sau nha. Thì ngày hôm nay thì Khải đánh được là 79 nha, 788 điểm và giết người là 272 điểm. 272 người. Tức ra là số lượng khá là cao này mà. Giết đầu xong 133 và tử vong 28 và liên chạm 41. Nói chung là rất là nhiều pha thương liên chạm này mà. Chém nói chung chém rất sướng. Bây giờ Khải cho anh em xem set đồ Khải này mà. Nói chung sẽ đồ Khải này vẫn chưa trọn vẹn cho lắm anh em ơi. Ở cái hướng đó là hướng chón thì Khải chỉ có 70 chón thôi. 70 chón đó là ở cái vô giao tranh tổng thì vẫn có thể đứng hình anh em ơi, vẫn thở bị chón như nè. Đây. 40 30 là Khải đang có 70 chón. Kèm một nón kim sinh lực một lực đó. Rồi, một cái áo thủy. Áo thủy là kích đao mộng anh em ơi. Hiện tại đao mộng là tốc 30, độc sát 50 và sát thương 94%. Đó một cái đao. Ok chưa? Một cái dây chuyền kháng cả 11, dây chuyền kháng cả 11. Nên được Khải thấy. Dây chuyền kháng cả 11. Đây nha. Rồi, một đai lưng 540. Một nhẫn 540. Rồi bỏ đi anh em ơi, trên kia nó đứng đồng lên sao nổi. 70 75 mạng làm như được, không làm được. Không làm như được gì. 75 mạng. Không được anh ơi. Tưởng nó ít đến nhiều chưa á, mình phá được đây đủ không lên nổ luôn. Mới lên hai cái thôi không được. Rồi. Một cái nhẫn 540 rồi nè. Nhẫn là đang ngập bội quên cái ngập đai lưng 540 nè. Thì hiện tại Khải đang có là 80% nha nè. 80%. Đó. 80%. Và bao tay khăn lôi, ngập bội khăn lôi. Nhẫn chón. Dây chón, nón kim. Rồi thôi. Đặc biệt đó là cái đao anh em ạ. Cái đao rất là đẹp anh em ơi. Đao thì nói chung là cái móc thì không có móc gì mà điều là 30-50 gọi là mắt ổn em, nhìn nó khá là đẹp lắm, 94%. Đó. Chém sướng vãi chướng luôn em ạ. Này nè, nó chém không? Vãi nồi luôn. Nón này Khải chỉ lát sinh lực một lực thôi. Nhưng mà lúc này Khải cũng bỏ nó trong xù rồi, Khải lên nón lá cho đẹp. Rồi áo này áo đường nghệ giáp. Sinh lực cái này thì chỉ lát sinh lực thôi, không có gì em ơi, chỉ lát dòng sinh lực phục hồi thôi. Lần chém 11 phục hồi. Hôm nay thì kháng cả 11 là kích cái nón. À, quên không. Cái dây này không kích luôn. Dây này vẫn mang cho có sức mạnh kháng cả 11 không kích nữa, tại vì cái nón này nó đã tự kích rồi. Rồi. Đào, ok chưa? Rồi. Cái đao này ép hơn 3 mấy kiểu anh em, hơn 3 mấy kiểu hơn 2 triệu á. Mới 3 dòng thôi hơn 2 triệu nha anh. Rồi, bộ tay này rẻ sinh boss ra, ngựa bò này rẻ sinh boss ra. Nhẫn này thì khoảng tầm 3 kim, 4 kim gì đó thôi, khoảng tầm 200-300 nghìn thôi nè, rẻ. Đai lưng này hiện tại giờ nó khá rẻ, khoảng 5-70k vì nó đồng thôi. Nhẫn này cũng vậy. Dây này thì Khải ép 3 dòng hết khoảng tầm 10 mấy kim anh em ơi. 10 mấy kim. Ở cái đôi giày này là khoảng cái đôi giày này khoảng hơn 1 triệu. Rồi, tại vì hiện tinh 3 thực sự rất là cao anh em ơi. Hiện tinh 3 bây giờ giá căng lắm. Đó, vậy thôi. Phi dân. Đó. Hiện tại hôm nay thì Khải có 3 kỹ năng anh em ạ, 3 kỹ năng vốn có. Thì hiện tại Khải đang có là lực tay cho mình là 5.300 và skill chính nít là 23. Đó anh em không? Sau khi mà lên được càng khôn 2 cấp kèm với phi phong nữa là thực sự là cái lực tay của Khải đổi lên rất là cao anh em ạ. Chém đầu cho đó, chém đầu cho đó, chém kinh khủng luôn nè. Đó, rồi. Anh em theo dõi video đừng quên đó lại cho lần sau đồ con long đao của Khải này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Về hướng đao kim là Khải vẫn có nè, nhưng mà Khải đốn rương á, đây. Đao kim này vẫn có nè. Đây, đao kim này. Đao kim thì Khải sẽ mang cái áo thổ này vào vậy thôi. Mang áo thổ thì sẽ mang cái nón chó này vào. Đó. Rồi mang cái nhẫn khăn lôi này vào luôn, đó. Nếu đi đao kim, nếu đi đao kim thì áo, nón và cái nhẫn sẽ thay vào vị trí này. Thay vào vị trí này, nón, áo và cả vũ khí đó. Rồi, chung là có hai set. Tại vì Khải đi hướng đai họ, nhẫn họ rồi á, thì chỉ việc thay cây vũ khí thì Khải sẽ thay đó là nón, áo và nhẫn. Thì chung là nếu thay cây vũ khí thì thay áo, nón và nhẫn. Đó, 3 phần đó. Thì nói chung vẫn có hiệu ứng ok nè. Nói chung là cái nhẫn Khải đang tìm cái nhẫn chó 10 ấn 1 nó là ok nè. Rồi, xin kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên xem video, đừng ủng hộ Khải con long đao một like chia sẻ ủng hộ chơi nữa mày. Và không hơn thì anh em theo dõi những trận tống kim của Khải vào lúc 21 giờ hàng ngày, và cũng như là tranh giành tốt tống kim này nọ và cũng như là kèo donate đồ donate cho vui này mà. Rồi hôm ngày hôm nay được top 2 nha anh em. Đó. Quá đẹp luôn. Thấy hôm nay thấy khác liền này mà. Quá chất lượng luôn nha anh em. Hôm nay top 2 tống kim, trận đánh quá khác. Rồi hôm nay top 2 được mở gì đây? Được một cái tống kim thắng thua này nuốt nè. Rồi, cái này hai viên hiền tinh này mở hiền tinh máy này. Một nè. Ôi, hai viên tinh dính chỗ, hai hiền tinh một nó nhỏ vào đấy. Quá nhỏ nè mày. Mở hiền tinh 3 rồi có kim kim hơn rồi vui hiền tinh 1 triệu rồi, hiền tinh 1 này quá đen rồi. Bữa con hiền tinh 3 nữa khẳng bị là khẳng lên cái đai lưng nữa nè. Đó, bật mới cho anh em là chuẩn bị sẽ có video. Đó là lên đai lưng làm 140
phần thủ lý 2x nha Nam. Đó, xin lỗi đồng thủ lý 2x nha Nam ơi. Bán xét hiệu cốt à? Ừ, tầm này có xét hiệu cốt là cái hàng ngon. Rồi ok.